Và trong chương trình hôm nay, anh chỉ kính mời quý vị theo dõi một bài viết của tác giả Nguyễn Hưng Quốc Người Việt khinh người Việt Ông viết, nhớ có lần về Việt Nam, tôi được giới thiệu với một trí thức khá lớn tuổi ở Hà Nội Tán chuyện gẫu, anh khoe anh đang sống chung với một phụ nữ Tây Phương Tôi không hỏi là hai người sống chung như vợ chồng hay bồ bịch Thực tình tôi cũng chẳng thấy có chút ngạc nhiên hay tò mò nào nhưng một lát sau thì anh ấy lại hỏi tôi, chị nhà là người nước nào vậy thưa anh? Khi tôi đáp là người Việt thì tôi thoáng thấy có chút thất vọng trong ánh mắt của anh. Tôi đoán chắc là anh đang nghĩ thầm, mẹ kiếp, sống ở nước ngoài cả mấy chục năm mà vẫn cứ xài Hà nội. Khoảng giữa thập niên 1990, khi chính sách mở cửa về kinh tế của Việt Nam đã có nền tảng khá vững, nhiều trường đại học ở Tây Phương, trong đó có Úc, tìm cách xây dựng các cơ sở giáo dục tại Việt Nam thoạt đầu người ta nghĩ ngay đến lực lượng trí thức việt nam như những trung gian cực tốt họ biết cả hai ngôn ngữ và cả hai nền văn hóa thế nhưng chỉ vài năm sau phần lớn đều khám phá ra điều này họ không thực sự cần trung gian lắm không phải những người trung gian ấy bất tài không phải lý do chính là vì chính quyền cũng như các trường học và công ty việt nam thường nghi kỵ các đồng hương của họ ở nước ngoài hơn là với người ngoại quốc Người ngoại quốc nói cái gì thì người ta cũng yes, 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 yes. Trong khi với các chuyên gia người Việt thì người ta lại hạnh hòe đủ điều. Tôi có một chị bạn lấy chồng Úc, hai người đi về Việt Nam chơi, có lần cần đến cơ quan công quyền để làm giấy tờ gì đó. Chị vợ vào năng nỉ ý ôi với một thứ tiếng Việt giọng Huế cực kỳ ngọt ngào. Nhưng chị bị từ chối một cách phủ phàng. Năng nỉ mấy cũng không được, Lát sau, nước mắt đầm đề, chị ra kể với ông chồng đang ngồi chờ ở phòng ngoài. Anh chồng người Úc bực tức, cầm mớ giấy tờ vào thẳng trong phòng. Mấy phút sau, anh ta trở ra, miệng cười toe toét xong rồi. Từ đó, hai người rút kinh nghiệm, gặp bất cứ vấn đề gì cần giải quyết với người Việt Nam, anh chồng sẽ lao ra và chị vợ thì lùi lại phía sau. Bất kể người đối thoại có biết tiếng Anh hay không, mọi việc thường đều được giải quyết một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Mà hình như không phải chỉ có ở trong nước. Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, cái máy giặt ở nhà tôi nó bị trục trặc. Tôi điện thoại gọi một người thợ Việt Nam đến sửa. Vừa lúi húi sửa máy, anh vừa hất hàm hỏi tôi, anh làm nghề gì vậy? Tôi đáp, tôi đi dạy học. Anh hơi ngạc nhiên, lại hất hàm hỏi, dạy cấp mấy? Tôi đáp, tôi dạy đại học. Anh này càng ngạc nhiên dữ, dạy gì? Tôi đáp cho qua chuyện. Ờ thì dạy tiếng Việt lăng nhăng vậy mà. ánh phán ngay. Ờ ừ, ừ thì cũng dễ. Sau đó trong một buổi nói chuyện phím tôi kể chuyện này cho một người bạn Úc đang dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai. Chị nói là chị không hiểu được. Chị dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cả mấy chục năm nay, chưa bao giờ nghe bất cứ ai nói là dạy tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ thứ hai đó, mà dễ hơn dạy các môn khác. À và cũng chưa thấy ai gọi English, tiếng Anh đó, ngay cả English as a second language, tức là tiếng Anh như là một cái thứ ngôn ngữ thứ hai đó, chưa có thấy ai gọi English là tiếng lít như một số người Việt mình vẫn gọi tiếng Việt là tiếng mít cả. Mà hình như cái tâm lý khinh thường người Việt và tiếng Việt đã có ngay từ xưa rồi. Chữ Hán là chữ của Thánh Hiền. Người ta không dám vất hay đạp lên một mảnh giấy có vài chữ Hán mệt ngoạc ở trên đó. Trong khi đó, chữ Nôm thì lúc nào cũng bị coi rẻ. Nôm na, mắt quế. Viết văn mà muốn đi vào thiên cổ thì dùng chữ Hán. Khi viết bằng chữ Nôm thì người ta lại khiêm tốn hẳn. Một tài năng lòng lộng như Nguyễn Du cũng còn khiêm tốn. Lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Các cây bút khác cũng thế, trong nhị độ mai viết Biết bao lời kịch tiếng quê, thôi thôi bất quá là nghề mua vui Hay trong phù dung tân truyện thì viết Lời quê chấp chẳng nên câu, chép làm một truyện để sau mua cười Còn trong bích câu kỳ ngộ thì viết Cũng xin góp một hội cười cùng mua mấy trống canh vui gọi là Đầu thế kỷ 18 dưới thời Chúa Trịnh Các truyện nôm na ấy được xem là những tiếng dâm cần phải bị nghiêm cấm đấy dưới thời Pháp thuộc, ốc tự ti và sùng ngoại lại càng lên cao. Trong những điều người ta mơ ước ăn cơm tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây, chẳng có dính dáng gì đến Việt Nam cả. Cái gì lớn, tốt, đẹp thì được gọi là Tây để đối lập với ta. Hành Tây, gà Tây, khoai Tây, rồi sang như Tây, đẹp như Tây, trắng như Tây. Hết Tây thì đến Mỹ, xài như Mỹ, giàu như Mỹ, sang như Mỹ. Gần đây, thì có sự phân biệt giữa nội và ngoại. Ngoại đồng nghĩa với thật và chất lượng cao, còn nội thì ngược lại hầu hết là kém, thậm chí là giả hay nói theo tiếng thông dụng lâu nay là giõm, giỡm, rỡm. Thành ra, có thể nói thái độ người Việt tự khinh người Việt, tiếng Việt và bất cứ thứ gì do người Việt làm ra có nguồn gốc sâu xa từ tâm lý thuộc địa. Hết thuộc địa của Tàu thì đến thuộc địa của Tây tàu đi rồi tây đi rồi cái tâm lý thuộc địa biến thành tâm lý hậu thuộc địa cũng vẫn là một nỗi tự khinh mình